Vâng, Cường Video xin mến chào toàn thể các bác nhé. Một trong video trong buổi tối ngày 18 tháng 10, em trân trọng được giới thiệu đến toàn thể các bác cùng anh em một mẫu đẩy công suất về độ đẹp thì rất là đẹp và độ bền cũng rất là cao của thương hiệu AAP. Đó là mẫu đẩy AAP XS 904. Báo cáo bác thì trong phân khúc tầm tiền và các hãng đẩy nói chung trên thị trường thì đây là mẫu đẩy có thể nói là giá rất là tốt và cái hậu mãi cũng rất là tốt bác nhé. Được sản xuất tại Trung Quốc và của công ty HM Auto. Như bác biết, mua những sản phẩm đẩy bãi hay những sản phẩm mic của công ty HM thì bác biết về chất lượng của dòng này rồi. Và đối với dòng đẩy này cũng vậy, sản xuất tại công ty HM. Thì đối với sản phẩm AAP là đơn vị nhập khẩu nguyên chiếc đối với những sản phẩm âm thanh. Và đối mẫu đẩy này bên nước mình vậy là mẫu mới nhất mà cập nhật 2020 về phục vụ bác của anh em. Và đơn vị em cũng làm đây là mẫu 4 kênh mà em đang bán rất là chạy về độ hot cũng như là độ bền và độ chất của dòng đẩy này. Và bây giờ thì cho một video tại cửa hàng thì mình xin review rạch bao cũng như là review chi tiết đối với dòng đẩy này các bác nhé. Các bạn đang có nhu cầu mua những sản phẩm đẩy mà công suất đẩy chất lượng chính hãng, độ bền cao và cái mẫu mã đẹp và khỏe nữa, với công suất cho ra là 850 đến 900 W một kênh, thì mẫu đẩy này có thể đánh được tốt là nếu các bác đánh 30 đơn thì có thể đánh được một cặp 30 đơn một kênh, họng 76 trở lại bác nhé. Còn nếu bác chơi cho họng 100 thì có thể một quả round họng 100 một kênh đấy, hoặc có thể đánh được một quả súp đơn 50 một kênh đó bác nhé. Đây, đối hàng mới nguyên hộp của nó sẽ có một quyển sách bác nhé. Cậu nhét túi ra đi. Đây, sách của AAP bên trong này. Rồi gồm có tem QC bay bát này, QC3 này, đấy, nhà tem xuất xưởng nhá, làm sách này. Hàng Trung Quốc thì bây giờ còn sẽ có chữ chuyển sách đúng chất của bên Trung Quốc. Hàng mới tinh nguyên hộp của bác anh em. Thì tại bên mình đang cái điều quan trọng là hôm qua em review một video trực tiếp em quay hàng về đấy, có biết gì mỗi lần hàng về em nhập số lượng rất là nhiều. Và các bác hiểu, đặt lên anh quả súp này Hải ơi. Các bác hiểu tại sao bên mình nhập nhiều vậy mỗi lần về, đó là sự tin tưởng ủng hộ của các bác. Thì mỗi lần hàng về thì cũng trong thời gian rất là ngắn hàng lại hết, và để đáp ứng cũng như là trả ơn đối với những khách hàng đã đặt niềm tin đến cửa hàng mình thì mình sẽ áp với mức giá rất là tốt đối với dòng đẩy 4 kênh này. Có vẻ là không đủ độ sáng đúng không các bác? Đây các bác nhìn, em hơi có vẻ hơi tối một tí nhỉ. Ngại ghê. Ở đây chỗ yếu mình nó hỏng mấy cái bóng đèn, các bác xem mặt mũi nó này rất là đẹp, mặt đằng trước mặt gương đây là nếu đủ độ sáng thì nó có độ sáng đẹp hơn. Em sẽ quay ngược lại một tí, Hải quay ngược lại bên này đủ độ sáng hơn này, quay ra bên ngoài không quay, em quay video thì nó hơi chân quê một tí, không cắt ghép gì cả. Đấy bác nhìn thấy bóng đẹp không, đẹp. Hai chiếc áp thiết kế cái lúm chiếc áp nó như kiểu giờ như dòng Macrotech Crown ấy, cái áp vuông này nó tăng thêm cái độ khỏe của cái chiếc áp. 4 dãy đèn nháy này, màn hiển thị này, nút nguồn ở giữa này. Và nó thiết kế cái form nó hơi lồi thì nó tạo thêm cái điểm nhấn mà em rất là kết dòng đời này. Đó là về nói về cái ngoại quan hình thức thôi, thì nói chung là khen cũng khá nhiều các bạn. Còn về công suất thì nếu trong phân khúc trên 8 triệu một chút thì hiện tại không có mẫu đời nào trên thị trường ăn được con này về tầm giá và độ khỏe, độ đẹp. Không có nào nha bác nhá. Đối dòng này nó mạch class H, nghe nó hay so những dòng nó ra sẽ mạch class H. Trên 8 triệu rất là hay. Bình thường các bác mua những sản phẩm như con đẩy của Motivity chẳng hạn, vừa em thấy bán cũng dòng mạch này bán trên 9 triệu mà cái thương hiệu mở đây là dòng AP thương hiệu hơn nhiều. Và cái thứ hai nữa là nó được sản xuất tại công ty HM Auto, một đơn vị sản xuất chuyên sản xuất âm thanh bên Trung Quốc bác nhé. Nói chung hàng chính hãng chính ngạch hơn, Motivity còn không phải hàng chính hãng ngạch mà là tiểu ngạch. Bên em đang bán Motivity nhưng nó hàng tiểu ngạch, không có mã check, không có mã số thuế, không có tem phụ. Đấy các bác lưu ý cho em. Đối với mẫu đẩy này thì bên Hiếu Minh mới cập nhật về phục vụ bác thì nó sẽ date rất là mới. Bác nhìn thấy chưa ạ? Tháng 10 2020. Đây. Bên sản phẩm chính hãng sẽ có chữ ký sống của Tân Cường và một cái tem phụ của bên kia người ta sản xuất này. Chất không? Dây nguồn sử dụng dây nguồn liền các bác nhá.
rất là xịn sò, nói chung con đẩy rất là xịn sò, em từ xịn sò, nó xịn sò ngay từ kiểu dáng. Còn nội thất thì em hôm trước em đã mở một con rồi, thì mở một con thì đồng nghĩa việc mai phải thanh lý. Vì sao? Vì các bác thì bóc tem mà cứ nghĩ là sửa chữa thì nên em sẽ không mở nội thất nữa. Bác xem một video trước cho Hiếu Hiếu Minh nhá, vì mỗi lần mở xong lại mất tiền nên em sẽ không, con này em sẽ không mở nữa vì nó là sản chính hãng rồi, tem nguyên của Tân Cường, tem nhập khẩu rồi đó. Tem nhập khẩu bên ngoài có tem nhập khẩu là gì, là có mua là tem phụ bác nhá, có tem phụ đơn vị nhập khẩu về, gọi là hàng chính hãng nhập khẩu chính ngạch. Còn những sản phẩm như Motivity chất âm cũng rất tầm tiền, nhưng bên đó thì em thấy được loa là tầm tiền thôi, còn đẩy bên đấy rất là cao, mà lại không phải sản phẩm nhập khẩu đó, đi tiểu ngạch đó. Cái mà Hiếu Minh vẫn bán, nhưng Hiếu Minh có đặc điểm, mỗi đơn vị nó có đặc điểm riêng thì em sẽ review chi tiết hơn. Và bây giờ như vậy thì thời đại 2020 thì hầu như các bác đã mất tiền phân khúc giá cao thì bác nên mua những sản phẩm nhập khẩu, trừ khi mua phân khúc giá thấp như những sản phẩm IAMA hàng loại 1 chẳng hạn, thì các bác mua hàng tiểu ngạch thì vẫn vô tư vì giá nó rẻ, đúng không ạ? Và hôm nay trong video này thì em review chi tiết đối mẫu đẩy này và thông báo bác trên kênh, số lượng của mình về cũng rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Thì anh em có nhu cầu đối mẫu đẩy chất lượng 4 kênh với công suất cho ra là 850 đến 900W một kênh, đánh thổi bay được một cặp 30 đơn một kênh, hoặc một quả 40 đơn một kênh, hoặc một quả xúc đơn 50 một kênh, hoặc 40 đơn một kênh. Đó, rất là khỏe và độ bền cao, bảo hành dài. Đối mẫu đẩy này bảo hành đến 1 năm. Như vậy thì hàng chính hãng bảo hành miễn phí 1 năm các nhá. Còn nếu các đổi mới một, đổi một trong tháng đầu thì tỷ lệ lỗi đối dòng đẩy này thì ra nó em thấy bán rất là, từ ngày bán rồi đến khoảng được chắc hơn 2 tháng nay thì được khoảng vài trăm chiếc, thì cái tỷ lệ lỗi như em thấy gặp đúng một chiếc thôi, có đúng một chiếc bị lỗi. Em gặp nó bị cái phần quạt gió, nó bị gãy quạt gió, nó không chạy. Đó là em thấy gặp một trường hợp như thế. Và cái thứ hai nữa là đối mẫu đẩy này thì cái độ bền cao như vậy nhưng cái hậu mãi cũng rất là tốt bác nhá. Đấy, như em nói thì được bảo hành một đổi một trong một tháng đầu, hai tháng đầu cũng được, nhưng các bác giữ cho em nó phải đẹp đẽ một chút. Nhiều bác về vừa mua nhưng vứt quăng quật bị xước, nhiều khi làm em đến Hiếu Minh là cũng phải chiết khấu, cũng như lại phải thanh lý, như cái con em vừa qua quay thì thanh lý bị xước trên gắp này. Còn em giao đến tay các bác là những con đẩy mới tinh nguyên hộp, đẹp long lanh, không vết bụi, không bị xước bác nhá. Và anh em có nhu cầu thì liên hệ cái bên cảng Minh qua hai số điện thoại đây, hoặc đến cơ sở bên Minh là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội bác nhá. Còn các bác đặt hàng từ xa cũng như có nhu cầu trả góp ấy, thì các bác trả góp từ xa phải có thẻ tín dụng tiêu dùng, trả góp tại cửa hàng thì mang theo chứng minh thư bằng lái xe bác nhá, hoặc chứng minh thư hộ khẩu. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả bác nhé, hẹn tất cả bác ở những video tiếp theo ạ.